Đi xem phim xong rồi bạn kêu chở về nhà, nhưng mà chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Sao nhau dữ vậy? Còn ăn ốc ngoài đường hay chi? Vô trong thì cũng bạn nay nó ngủ à. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, vô tới đó là đóng cửa là chị em thôi chứ không có gì hết. Lúc mà con sinh ra 3 tháng là con bị bỏ trước cửa nhà bà nội con. Vậy hả? Có nghĩa là bỏ con trước cửa nhà bà nội? Dạ, thì vô tình bà nội con đi chợ về thấy con nằm đó tiếng lửa bu hoài, bu hết cả người. Nếu mà bà nội không cứu thì chắc là giờ này không có con ngồi đây. Cô nghe là cô đứt ruột luôn á, cô nói thiệt cũng vậy. Con nghĩ là con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Thuận. Con chào cô Hồng Vân. Thực ra chú Thuận cũng già lớn rồi, cho nên là con cứ việc là cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận nha. Trời ơi, đừng có thèm gọi bằng anh. Là không biết nói nếu mà cô đã nói vậy rồi thì con cũng xin thẳng thắn. Con chào cô Hồng Vân. Ừ. Con chào chú Quốc Thuận. Yeah. Con tên là Nguyễn Bình Nguyên. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại là trợ lý đạo diễn. Bình Nguyên là trợ lý đạo diễn. Dạ. Có làm mấy công việc diễn viên không? Dạ có ạ. Rồi, mời con. Dạ, con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Hồng. Con tên là Trân Châu, năm nay con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là đang làm nội trợ thôi ạ. 24, dạ. Rồi đứa 25. Trời ơi, tôi nó trẻ quá chị. Nó ơi, trẻ lắm. Trẻ đó. Măng luôn nha. Trước khi mà con làm nội trợ đó, là con làm công việc gì? Dạ, con đi lập đóng phim, làm extra thôi. Con diễn viên tự do đúng không? Extra thường là những cái mối tình của những bé extra với lại anh phó đạo diễn á, trợ lý đạo diễn rất là hay xảy ra, lắm, thường xuyên á. Chắc có lẽ là hai đứa quen nhau là trong một dịp nào đó mà hai đứa cộng tác với nhau trong một bộ phim đúng không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chết rồi. Tẩu chát rồi, không nhớ đúng được cái gì hết trơn. Rồi nói đi, hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Cũng vào một cái đêm mà đầy sao, đang ế xô á, thì con nằm ở nhà con lướt điện thoại, tự nhiên vô tình thấy bà này gửi bạn qua với con. Thấy là quen quá, chắc là đó giờ cũng có làm phim của mình làm rồi. Thì con mới đồng ý rồi, hai đứa nói chuyện xong rồi qua ngày sau là quen luôn. Vậy đó hả? Chà, sao chớp nhoáng vậy? Nhưng mà lúc ấy con nhắn tin cho bạn này làm quen là con có biết bạn này không? Dạ chưa, con chỉ có gửi lời mời kết bạn thôi à, chứ trên con Facebook nhắn tin luôn. Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau thì bạn đang đi quay thì con lên con chờ bạn quay xong rồi khi bạn quay xong thì hai đứa coi phim tại đó luôn. Quay xong rồi coi phim tại đó luôn là sao? Dạ là bạn đó đang quay tại rạp. Bạn đang quay tại rạp chiếu phim. Bối cảnh là ngay chỗ rạp chiếu phim. Là hai đứa coi phim luôn. Dạ. Vô trong phim rồi có coi phim không? Dạ có coi phim. Thì tình cảm nó phát triển như thế nào nè? Đi xem phim xong rồi bạn kêu chở về nhà, nhưng mà chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Sao nhanh dữ vậy? Còn ăn ốc ngoài đường hay chi? Ăn ốc. Còn thiếu gì ăn ốc? Thiếu gì ăn ốc? Ăn ốc xong nó không có đổ vỏ. Nó vô khách sạn nó mới đổ vỏ. Không đổ vỏ luôn. Thôi Nguyên. Dạ. Sư phụ. Chỉ mới qua một ngày thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà vô trong thì cũng bạn nay nó ngủ à. Bạn nay nó ngủ à. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Vô tới đó là đóng cửa là chị em thôi chứ không có gì hết. Chị nó em à. Tại vì ngày đầu con thấy khuya rồi, đi về trễ thì cũng không nên á, nên là thôi con chở vô trong đó luôn đi. Đi khách sạn là bởi vì sợ về trễ nguy hiểm đúng không? Dạ đúng rồi. Con có thể tả cái cảm giác của con cái lúc đó, tại sao con đưa bạn vô, con cũng quý bạn này mà coi như mạnh ai nấy ngủ không? Tại vì mình nghĩ là nó không có nên vội vàng quá. À tức là đó là con tự kiềm chế đúng không? Dạ cái này vừa tự kiềm chế và suy nghĩ cho đối phương luôn. Thế còn Trân Châu, đây là lần đầu tiên gặp nhau và cũng là mới biết hôm qua, tại sao lại đồng ý cho anh đưa vô khách sạn? Con không sợ à? Dạ con cũng hơi sợ. Sợ mà nhưng sao mà lại trong đi? Cái lúc mà ăn ốc với nhau có nói chuyện qua lại rồi cũng có nhắn tin trên mạng nó thì con cũng thấy cũng hơi tin tưởng chút xíu. Nếu như đêm đó nó xảy ra chuyện gì thì sao? Chịu luôn chứ sao. Đúng rồi. Tại vì con đã quý bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sau cái đêm đó bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Sau hôm đó thì tụi con vẫn dành thời gian cho nhau. Đi làm thì ngoại giờ thời gian đi làm thì con đều qua con chở bả đi chơi, đi coi phim này nọ, cũng đi ăn uống này nọ rồi về. Được gần một năm thì tụi con về sống thử. Bao nhiêu lâu thì gia đình hai bên biết? Gần một năm là con xin mẹ của bạn này cho về ở chung. Tìm hiểu. Dạ. Tìm hiểu và sống thử. Không có về nhà con luôn. Tại vì thật sự ra đó là con cũng xin phép kể cho cô với chú nghe. Từ nhỏ là con không có gia đình rồi. Lúc mà con sinh ra 3 tháng là con bị bỏ trước cửa nhà bà nội con. Vậy hả? Có nghĩa là bỏ con trước cửa nhà bà nội? Dạ, thì vô tình bà nội con đi chợ về thấy con nằm đó tiếng lửa bu hoài, bu hết cả người. Nếu mà bà nội không cứu thì chắc là giờ này không có con ngồi đây. Đó là bà nội ruột con hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc đó ba con đâu? Lúc đó là ba với mẹ con là kiểu như bị vỡ kế hoạch.
ba mẹ lúc là chưa lấy nhau đúng không? Dạ lấy rồi, đã có chị của con rồi, và kiểu như là không muốn có nữa, nhưng mà con là bị vợ kế hoạch nên là mẹ con đem con bỏ vô nhà bà nội luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Bởi vậy nên là con nói là nhỏ giờ con không có gia đình là vậy. Có nghĩa là con hoàn toàn sống với bà nội thôi. Dạ. Tới hiện tại thì 1-2 tháng nay thì ba con mới về trong nội ở, thì hai vợ chồng cũng xích mích á, nên con cũng mới nói chuyện lại với ba con thời gian này thôi. Lúc đó là nội con nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nội con 63 tuổi. 63 tuổi là nuôi con tới 25 tuổi. Bây giờ bà nội thì bà nội mất. Nội mất lâu chưa? Bà nội con mất được 2 năm. Ồ, vậy nội giống như người mẹ của con rồi đúng không? Bà nội con hồi xưa kêu là thích coi hài, coi chương trình lắm, thì con mới kêu là nội đáng đợi con đi, mốt con lớn con làm cho nội coi, mà chưa kịp. Rồi còn dạ. Mẹ con thì sao? Trong suốt 25 năm con có gặp mẹ con không? Dạ không. Là do con chủ động không muốn gặp? Thật sự là con cũng chủ động một phần và mẹ con cũng chủ động một phần. Kiểu như cả bên không ai muốn gặp ai hết. Con không hiểu được lý do tại sao lại như vậy luôn á. Thế còn con thì sao con? Con biết hoàn cảnh của Nguyên không? Dạ lúc đầu mới Nguyên thì Nguyên có nói. Thì nhờ như vậy thì con mới cảm thấy là thấy thương á. Rất là đồng cảm. Đồng cảm sao? Giống như cô nghe là cô đứt ruột luôn á, cô nói thiệt. Con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Thật sự anh rất là xúc động. Không nghĩ được cái hoàn cảnh của Nguyên nó như vậy. Nhưng mà cho tới thời điểm này em đã làm được cái công việc. Giống như em nói là bà nội rất là thích xem phim, thích xem hài. Phải nói là em cũng may mắn là vẫn còn có bà. Chứ nếu như bà mà không về kịp, hoặc bà cái ngày hôm đó vì một lý do đó mà không gặp, thì chắc là em sẽ không có ngồi đây. Đúng không? Dạ đúng. Anh rất là xúc động khi em nghe câu nếu mà về không kịp thì bị kiến bu. Chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Tụi con về sống thử thời gian thì con cũng kêu vợ con là thôi bây giờ tôi làm phó rồi, bây giờ bà làm trợ lý cho tôi đi. Đi đâu là lôi bà theo, như đi Đồng Tháp, quay xa, quay tỉnh là lôi bà theo hết. Không cho bà ở nhà mình. Thì thật sự là ở nhà có mình con làm à. Từ nấu ăn, rửa chén, quét nhà, quét cửa là mình con làm hết. Giờ bỏ bà ở nhà rồi, giờ bà không nấu cơm, bà đói rồi sao? Rồi là suốt cái quá trình mà đi làm phim như vậy là cái tình cảm nó càng gắn kết với nhau hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình thấy mình đi làm cái nghề phim mà sương gió nắng nôi cái kiểu, mà bà cũng đu theo mình, bà không bỏ, bà không nàn. Quý cái đó lắm. Mà thật ra cái công việc phó đạo diễn với trợ lý nó rất là thật nhiều ra vậy. Cái đồng lương nó rất là bấp bênh. Dạ đúng rồi. Thấp. Cái cực lắm con... luôn á. Dạ cực luôn. Cái thì khi mà con nói con về nhà ảnh sống thử á, thì ba mẹ có phản ứng không? Dạ có chứ. Mẹ con thì lúc đầu không chịu, không cho. Chửi con quá trời. Xong rồi mới nhờ Nguyên nói chuyện với mẹ con, mẹ con mới đồng ý. Chỉ là nói chuyện qua điện thoại. Nhưng mà hiện tại là con đang ở nhà là nhà của bà nội. Lúc đó là con trên đây con làm, con tự lập thì con sống ở chung cư. Tại vì lúc mà bà nội con mất là con không có về. Còn giờ hai đứa ở nhà trên này là nhà thuê? Dạ con ở thuê. Rồi sao sống thử bao lâu thì cưới? Dạ sống gần một năm á, thì đang đi làm thì bữa đó là bà mệt, bà ở nhà. Đang đi làm vậy, cũng đang làm vậy, bà kêu anh ơi bác sĩ bảo cưới. Con nhớ lúc đó là đầu giai đoạn mà bùng dịch là tháng 3. Tất cả rớp rẽn là chụp hình cưới rồi mời khách là trong vòng đúng 3 ngày. Con vừa làm xong cái phim đó là tối hôm nay con làm xong là về nghỉ ngơi tới trưa là chiều con khoác bộ đồ vest lên con làm chú rể luôn. Ồ. Vậy á hả? Ừ đúng rồi. Rồi bây giờ em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ được 4 tháng rồi. 4 tháng. Và chúc mừng hai đứa. Mà như vậy thì tụi con ngay cái lúc có bầu mà lại bùng dịch như vậy thì đâu có đi đâu làm ăn gì được đúng không? Trong cái khoảng thời gian đó thật sự là trước khi bà báo tin cưới á, có bầu á, con có bỏ một cái số vốn cũng ít à, cũng mấy chục thôi. Con cũng tính làm cái phim nhỏ nhỏ để mình để đời kỷ niệm, mình lưu lại. Cái hợp tiền kỳ xong hết là bùng dịch là tan rã, là đổ nợ từ đó luôn. Là coi như mất cái số tiền đó luôn. Chưa kịp làm gì hết. Cái đợt đó em biết nè, rất là nhiều cái dự án đều bị fail hết luôn. Mà tới bây giờ cũng không, là mất trắng luôn, không thể nào làm được. Đúng rồi. Tụi con trải qua cái thời điểm khó khăn đó bằng cách nào? Đợt đó là cách ly, giãn cách xã hội, không có cho ra ngoài đường á. Mà lúc đó là con đang có bầu. Dạ đúng rồi. Đúng không, đang có bầu. Lúc đó là rất là đang khó khăn luôn. Không làm một cái gì cả. Thì đó, lúc đó tụi con cố gắng trải qua bằng cách nào? Lúc đó là con cũng ráng xoay sở là con nhập nông sản về con bán tại chung cư. Thì mình kiếm được đồng ra đồng vô. Rồi con nhận chạy ship nữa, shipper. Bây giờ cũng đi ra đường á thì cũng dịch, mình cũng sợ là đem dịch về nhà. Vợ đang có bầu mà. Nhưng mà mình không làm thì mốt mình vợ mình đẻ thì tiền đâu cho vợ đẻ. Về chứ phải cách ly với vợ chứ, cô cũng thấy nguy hiểm. Cái đợt thứ nhì mà vợ nằm trong phòng, con nằm ở ngoài sofa. Cái đợt đó là chưa có chích ngừa. Đúng rồi, cái đợt đó rất là nguy hiểm luôn. Và bây giờ đến cái phần kia đi. Ừ, bắt buộc phải đến phần kia đúng không? Thôi bây giờ đến với cái phần thay đổi không khí đi. Dạ đúng không? Đó bây giờ
sống thử với nhau một năm, rồi giờ lấy nhau cũng đã một năm. Gần một năm. Dạ. Bây giờ tật xấu còn có nhiều không? Dạ, tật xấu thì cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm đúng không? Dạ. Con coi chương trình này chưa? Dạ, con coi rồi. Con biết cái phần này là phần con chờ đợi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hãy kể đi, những cái tật xấu của ổng là gì? Nóng tính lắm chú ơi. Em nóng tính. Kể ít thôi. Đó, cái đó là một tật xấu đó. Đó, che giấu cái tật xấu của mình đó là cũng là một tật xấu. Nóng tính hả con? Nóng chỗ nào? Nóng có phải chửi. Sự là biết tính con nóng. Mà con nóng lên là con không có kiềm chế được. Mà cứ đi theo cứ nhai 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 con suốt ngày. Cái tính của bà là thích chọc cho mình điên hơn nữa. Cái nghề của chồng con thì con biết rồi. Con có đi đóng phim con biết mà đúng không? Dạ. Nó gọi là trên đe dưới búa. Có chuyện gì là đạo diễn cũng cằn nhằn là cằn nhằn trợ lý. Ở dưới diễn viên có cái chuyện gì là cũng trợ lý. Thành ra lúc đi làm cái áp lực công việc nó kinh khủng lắm. Cho nên thành ra tính tình nó nhiều khi cọc quá. Bị cọc tính, tức là cô có một chút thông cảm điều đó đối với Nguyên ở cái hành động là Nguyên không kềm hãm được cái tính nóng của mình. Thế nhưng mà ngược lại á, thì con phải nhớ là đây là cái người sẽ đi cùng con đến suốt cuộc đời và là mẹ của con, cho nên rằng làm gì làm con, vợ con nó mong manh, con phải là người bảo vệ nó chứ, bảo vệ cái gia đình nhỏ của con chứ. Nhưng mà ngược lại thì Châu, con phải nhớ cái hoàn cảnh của chồng con không được bình thường như những người đàn ông khác, cho nên con phải thương. Khi con thương rồi á thì con sẽ tìm cách để mà con hóa giải được những cái mà chồng con đang vướng phải. Nó đã vừa cuộc sống nó như vậy rồi, nó lại làm một cái nghề nó quá áp lực đi. Mình cố gắng đó, ví dụ như là như nãy Nguyên có nói là biết mình tức nhưng mà cố gắng, tức là cứ nhây để mà cho nó tức hơn nữa, ví dụ vậy, thì mốt mình sẽ kềm lại cái đó. Đúng rồi. Thì tụi con mới có thể tạo một cái không khí vui vẻ trong cái nhà của mình được. Nhưng mà con mỗi lần con hỏi tự nhiên cái chuỗi con chuỗi cho nên con mới nói lại. Cho nên á, không thèm hỏi. Dạ. Khi mà hỏi mà ta cọc lên á thì không thèm hỏi nữa. Con có muốn chồng con thay đổi cái gì không? Dạ có. Con mong là anh đừng có chửi đánh con nữa. Với lại con muốn là lo làm ăn để có gia đình được hạnh phúc. Bộ chồng con không có lo làm ăn hả? Dạ cũng có, nhưng mà con thấy chưa tập trung lắm đúng chưa không? Tập trung lắm. Rồi tới còn con. Cô dạ, ấy có những tật xấu nào? Tật xấu gì nè? Nói thì con không phải là nâng vợ con lên, nhưng thật sự là em vợ con không có tật xấu. Ồ. Và lèm bèm thôi. Lèm bèm. Dạ. Vậy là con mong muốn vợ con thay đổi cái lèm bèm, con nói luôn đi. Đúng cho rồi, vợ con nghe. Con chỉ mong muốn là ví dụ mà sau này anh đi làm về em đừng có lèm bèm với anh đâu. Nói như cái gì cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Nó không khiến cho mình bực bội đúng không? Thôi bây giờ á, Nguyên, bữa nay á, con hứa với cô, hứa chú Thuận với hứa tất cả mọi người với lại vợ con đi. Con làm trong nghề, con sẽ biết được những cái twist nào nó làm cho người ta cảm thấy coi như là cái tim mình nhói á. Sau khi chương trình này phát lên á, con sẽ coi cái đoạn mà vợ con mong muốn á. Vợ con nói một câu là mong chồng đừng có chửi, bảo đảm con sẽ cảm thấy con xót. Hứa đi. Thôi con nói chuyện vợ con đi. Hai đứa. Cái này là con hứa với cô chú rồi chứ con, tại bà ghét nên là bà lên đây bà đòi bóc phốt con á. Chứ con hứa nhà con hứa hoài luôn, con bỏ lâu lắm rồi, không thiệt không? Thiệt. Hứa đi, hứa cho nó công khai với mọi người luôn đi con, đã mai mốt mình có bằng chứng. Dạ, thì giờ ở đây con xin hứa với cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận với lại quý vị khán giả, với lại vợ. Sau này anh hứa là anh sẽ không có quá la rầy với em nữa. Cũng mong là em đừng có làm bèm anh nữa nha. Chỉ mong rằng là trong cái đời sống của các con mỗi ngày nó sẽ tốt hơn. Dạ. Đó, và công việc thì nó sẽ thuận lợi hơn. Hy vọng là chú sẽ gặp con trong một cái dự án gần nhất. Dạ. Nghe. Đó, còn cô thì chắc chắn là sau đây là cô xin số điện thoại của con. Rồi thì cô thì đứng vai trò sản xuất nhiều hơn. Là chú Bin là làm về chuyên môn, chú Bin làm đạo diễn. Cô sẽ tìm gặp con nha. Yeah. Cảm ơn cô. Em tên là Phạm Châu Thanh, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng viên công tác tại bệnh viện Phạm Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Ngô Hoài Hân, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng tại bệnh viện Phạm Thạch. Hai vợ chồng làm chung chỗ. Hai vợ chồng là làm chung chỗ. Dạ. Gặp nhau rồi. Chắc là gặp nhau đúng không? Dạ. Ôi, bây giờ kể cho anh nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn như thế nào. Dạ, tụi em quen nhau tính tới điểm này là được 3 năm rưỡi. Thì cưới nhau là khoảng 2 năm rưỡi. Thì giờ em vô làm trước em một năm sau em mới lót tóc đi vô. Thì lúc đầu lúc đầu á chưa gặp vợ em liền, thì toàn gặp là những cô lớn tuổi thôi. Rồi 3 ngày sau đó thì vợ em mới từ trên lầu đi xuống. Thì em mới đập vô mắt em lần đầu tiên là thấy cô vợ em là da trắng là em khoái rồi. Rồi tướng nhỏ mi nhon là hợp với ý em. Khoái nữa đó. Là khoái nữa, thứ hai nữa là có điều là không được thấy mặt, tại vì mang khẩu trang từ suốt từ sáng đến chiều. Nghĩa là nhìn thấy hai mắt hả? Dạ, nhìn thấy hai mắt với tóc tai thì thấy gọn gàng sạch sẽ là em ok rồi. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên của Châu Thanh về em là vậy, nhưng mà khi mà em gặp ảnh đầu tiên thì em có ấn tượng gì? Nói chung là không có cảm tình lắm, tại vì tính dễ sai biểu lắm, ai nhờ gì cũng làm hết. Rồi vui vẻ, rồi hay khao nước mọi người uống đồ này kia rồi. Ủa vậy thì quá dễ thương, sao lại không có cảm tình? Không, tại vì dễ dạy quá nên em không thích. Người đàn ông khó dạy.
Thì khi gặp vợ em á, em thì thích hay chọc, thì em mới hỏi là xuống đây làm gì, kiếm gì. Cái vợ em mặt ù ù đóng không trả lời. Và em thấy cũng hay quê quê rồi đó. Cái em mới hỏi lại mấy cô chồng, nói ủa cô này là ai mà sao có hổng trả lời. Nó mới chia tay ngày yêu cũ á, trời nó nuốt dữ vậy đó. Trời xui đất khiến sao cái vợ em xuống làm chung chỗ của em luôn. Thì lúc đó em mới có cơ hội em trả thù lại chứ. Bữa là em quê mà. Mâu thuẫn cái công việc với nhau rồi sau đó hai đứa như là chó với mèo với nhau vậy á. Mấy cô trong bệnh viện là hay chọc nó là à cãi như nhau vậy mà mai mốt coi chừng là anh cặp đó. Rồi đến bao lâu thì hai em mới quen nhau? Dạ đến lúc mà thấy gây lộn nhiều quá cái khoa mới yêu cầu là sếp chuyển em lên chỗ khác. Bắt đầu nhớ nhung. Dạ đúng rồi. Bắt đầu lúc đó em thấy nhớ. Em không còn người để gây nữa tự nhiên nhớ. Đúng rồi. Đợi đến kỳ đó gần xa nhà mới nhớ. Tối em mới về em mới nhắn tin. Hôm nay không có gặp nhau gây lộn mà có buồn hay không, có nhớ em không? Bây giờ trả lời nha. Dạ, dạ trả lời nó là cũng thấy nhớ cũng thấy không mà buồn. Sau này đi chơi chung cứ đưa rước vậy cái biết rồi hai đứa quen nhau luôn không biết. Mà quen nhau là bí mật tại vì mấy má hay chọc hoài á, mình mất cỡ mình giấu đến khi nào mà chuẩn bị kết hôn rồi mấy má mới biết. Tới lúc mà mời hiệp mấy má thì mấy má cũng bất ngờ. Chắc có lẽ là trong ngày vui của hai đứa chắc mấy má là người hạnh phúc nhất. Dạ đúng rồi. Mấy má là phát biểu đúng. Nhận định của các cụ là đúng. Rồi thì dạ. Trong có quá trình quen nhau như vậy thì là người yêu cũ của em á dạ. có ghen với anh này không? Cái đó thật sự là nó một cuộc chiến rất là dữ dội đó em. Vậy á hả? Đâu kể đi. Cái giai đoạn em rất là khổ. Nhìn mặt em là thấy khổ rồi đó. Em nói nghe coi. Khổ liền hả? Mặt khổ liền. Tại vì lúc mà đọc vợ em á thì em cũng đã có người yêu rồi, cũng đã 6 năm rồi. Vừa phải lo bên người yêu này, vừa phải lo cho vợ em nữa. Tức là em làm một lần hai người. Cứ là em là bắt cái hai tay hả? Dạ không, tức là lúc đó em chưa chọc vợ em. Dạ thôi, đúng em rồi không có cô. Ý nghĩ gì là hết. Là mới đầu là cứ chối nói là em chưa có bồ. Nhưng mà thật ra là quen rồi. Nhưng mà cái người đó có biết em không? Có hẹn gặp nhưng mà tại vì do không có thời gian gặp. Nhưng mà chỉ có gọi điện, cái áp lực quá điện thoại. Nhưng mà em đã dừng rồi đúng không? Chưa nói bên đây ta bắt cả hai tay rồi. Rồi lúc đó em có đánh ghen ngược lại bên đây không? À, dạ không, lúc đó con hiền lắm. Ai lợi là nghĩ là mình là người đánh sao. Mình là người có lỗi nên cứ như thấy cũng rây rứt nên cứ nhịn đến là. Rồi còn cái người yêu của em thì sao? Dạ người cũ thì này không? Xin số điện thoại của vợ em để gặp em. Gặp em này em thì tính em cũng nhiều chuyện thì gặp thôi mình thoải mái mà mình gặp thì nói dính vợ em là xấu tính rồi cọc cằn nóng nảy anh nên đừng có quen con này nữa kiếm người khác quen đi khuyên anh như vậy. Thì em cũng nói nhưng mà tôi thích cái tính đó của bạn ly luôn ly luôn đúng rồi tôi thích cái tính đó đó giờ anh muốn giải quyết sao giải quyết nhiều lần cũng như dứt khoát thì anh mới kêu em là bây giờ mình thương lượng đi thương lượng gì trời ơi cái này là riêng phát sinh riêng tao là chồng không có nói với vợ phát sinh riêng thì xuống như trên này luôn nên nói với em á là từ nay thay mình á đừng có gặp vợ em nữa để cho thời gian xem là nhớ ai trước nếu mình nhớ thì người đó thắng thì cái rồi đừng có đưa rước gì hết á nhớ vợ em mà gọi điện ai trước thì người đó thắng em cũng đồng ý. Em cũng chấp nhận luôn tại em không sợ mà tại em đang có người kia rồi. Rồi xong luôn vẫn còn như là sao chương trình này về là mệt rồi đó. Cuối cùng thì sao thì em cũng làm theo nhưng mà sáng em vẫn lén lén theo dõi lại xem cái cậu đó có giữ lại với mình hay không chứ mình phải theo dõi chứ thấy không có thấy người dạy mình xe buýt không ai đưa rước hết thì cũng được 3 ngày vô trong bệnh viện em có được lợi thế hơn đó là chưa em mời vợ em đi ăn cơm cậu đó không biết được cậu đó không có cấm được em đồng nghiệp mà ăn cơm chung mà đâu cấm được em thì nhờ đó mới nói chuyện với vợ được nhiều hơn và lúc đó mà em thấy là vợ em cũng nghiêng về em nhiều rồi em mới tấn công luôn tức là em vợ em bỏ kèo luôn vợ em khỏi có thương lượng hết luôn em tấn công luôn sáng em đưa rước luôn rồi cái cậu đó đi theo sau em cái dí theo em chạy càng nhanh chứ chạy tới cái lúc mà em thấy thôi giờ chạy nhanh quá nguy hiểm quá em dừng lại cái cậu đó cái em cứ vợ qua bên xe cậu đó chở đi em vậy? Không muốn xích mích xảy ra. Ủa vậy hả sao kỳ vậy sao lạ lùng vậy. Qua bển rồi cái bạn kia rồi bạn phản ứng sao có nghĩa là lúc đó bạn có đòi nối lại em hay như thế nào? Dạ cũng có nhưng mà thấy anh này hợp tính chăm sóc chu đáo rồi chưa thấy tật xấu làm chung cơ quan nữa thôi coi như là tiến tới hôn nhân luôn. Như vậy là sau hôn nhân thì mọi thứ có êm đẹp không hay là vẫn còn có những cái khúc mắc về những cái rơi rớt trước? Cũng có cô. Về nhà chồng tới hồi vô tình nhặt ra vẫn thấy là kỷ niệm hình thư đồ của bạn kia còn cất trong cái hộp rất là đẹp gọn ghẽ một nơi góc nhà đó. Lúc đó cảm thấy là buồn lắm, giận lắm rồi hai chồng có gây gỗ vụ đó. Ghen. Ngược lại thì em có ghen với vợ em? Em ghen dữ lắm chứ. ghen dữ lắm. Tại sao ghen? Tại vì cưới xong rồi nhưng mà cái cậu đó lâu liên lạc lại theo dõi lại với vợ em không liên lạc cậu điện thoại hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi sống hạnh phúc được không em thì ghét nhất em không đồng ý cái chuyện đó mà em xem cái thái độ của vợ em thế nào
vợ em vẫn bắt máy, vẫn trả lời nhắn tin lại. À, tại vì nghĩ là nếu mà không còn quen thì là còn bạn bè. Mà chồng em cũng nhiều cái ngộ. Coi ví dụ như là lúc xưa em cũng có nhiều bạn bạn nam học thời trung học á. Mấy đứa bạn thường hay gọi hỏi thăm này kia rồi. Kể từ ngày lấy chồng á, bây giờ coi như là hết liên lạc được với mấy bạn cũ nữa. Chồng không cho. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Em giữ điện thoại luôn rồi. Ai gọi cho vợ em nói lộn số. Thì em muốn đi kiểm tra là xem cái cậu đó, cái ngày hôm đó ngày nào có liên lạc hay không để em biết em xử lý. Chứ em không muốn là phá vỡ hạnh phúc của em. Nói chung là em áp đặt vợ em cái chuyện đó. Còn mọi chuyện gia khác trưởng lắm cô, tức là bắt em làm theo ý, quần áo hay vậy em thích cái này không thích, không cho bạn cái này giấu đi, rồi cứ mua một cái áo khác cho em, nhưng mà cái phong cách nó không có hợp. Bắt em hả, giống như cái hình tượng như chồng xây dựng vậy á, giày này rồi áo này quần này nó mới hợp vậy á. Nó không cho coi như chồng định hướng như là ông chồng là làm stylist vậy. Dạ. Rồi hay quyết định cái gì mới mua một món đồ gì á là không có bàn với vợ, cứ một tự mình quyết định vậy á cô. Nhưng mà cưng ăn mặc sao, cái gu của cưng sao mà nó là không hợp với dạ, gu của chồng? Dạ, cái gu của con là hơi nhí nhố chút xíu. Kiểu như là mình cũng có... Xì tin hả? Dạ, xì tin. Có hở trên hở dưới không? Dạ không, chỉ có là hơi quần hơi rách rách rồi áo hơi kiểu cọ chút xíu thôi, chứ không có phải rồi. Là... Rồi chồng... Châu Thanh. Châu Thanh stylist cho vợ. Theo mô hình gì? Áo dài tay. Mô mình áo dài tay, kính cổ, mình phải... Quần tay, lịch sự là quần. Áo len, áo sơ mi được. Áo len không? Không dùng áo len. Hoặc là bằng đầm, áo len kính. Đầm dài, dạ, đầm dạ. Dài kính, dạ, kính. Thì tức là kính. Chồng là muốn vợ là đứng đắn lên. Anh nghĩ là nghiêm chỉnh nghĩ, lên. Anh nghĩ tại vì cái tính của Châu Thanh á là thích con gái da trắng, cho nên là phải bịt kính. Hay là sợ con trai nó nhìn? Em sợ con trai nhìn soi mói. À, có nghĩa là vợ của em á là rất là được nhiều những cái cánh gọi là mày râu để ý đúng dạ, không? Đúng. À, dạ. Xưa thôi chứ bây giờ nè, đâu còn bây ai giờ để ý nè, đâu cô. Ở chung nhà nè, đi dạ. Làm thì ở chung bệnh viện nè, dạ. Đúng chưa? Dạ. Đâu có xa nhau bệnh gì nhân, mấy đâu. Bệnh nhân để ý em sao vậy? Trời ơi, bệnh nhân nằm la liệt. Đâu có biết được trời. Bởi vậy mới đâu làm gì được bệnh nhân. Người ta bệnh mà, người ta có để ý, người ta lấy mắt, người ta nhìn dạ, cũng bực mà không làm gì được. Trời ơi, tôi nghi chắc cô vợ này ở chỗ mỗi lần mà lấy cây kim mà chích vô tay rút máu cho ổng đi theo ổng cầm tay bệnh nhân. lúc là làm ở chung ở phòng khám bệnh thì không có chích chót, mà vô khoa này lúc đó em theo sát vợ em lắm, tức là đi đâu vợ chồng cũng đi chung, ăn uống chung, tắm cũng tắm chung luôn. Tụi em là ở chung với nhau là 24/24 gần như như là vậy đúng không? Coi như là 23/24 tiếng hả? Nhưng mà anh hỏi nè, với cái sự kiểm soát của chồng em như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Anh khó chịu ạ. Tại vì từ ngày mà lấy chồng rồi, cái lúc đầu thì chỉ có tâm lý thôi, chuyển đổi mình cũng muốn liên lạc với bạn cũ này kia thôi. Còn khúc sau thì chỉ về chỉ là đi làm rồi về rồi cơm nước gia đình rồi con rồi chỉ suy nghĩ vòng vòng vậy thôi. Buồn thì chỉ lên phay rồi chơi game rồi thôi, chứ cũng không có liên lạc với bất cứ ai nữa cô. Ngày xưa con cũng có nhiều bạn giống như bạn thân á, mỗi lần cái liên lạc với bạn cũ cái gây nhau cái. Nhưng mà với bạn gái thì chồng có đồng ý không? Bạn gái em cũng không biết nữa, mà có lần nhỏ đi đám cưới nhỏ bạn hỏi mày còn xài số cũ không? Nói dạ còn. Nói sao tao gọi người ta cứ nói lộn số hoài vậy. Bạn gái mà không cho liên lạc luôn hả? Dạ không không, tại vì lúc đó em làm việc mệt quá, kiếm hơi gọi kiếm hơi thôi, nói lộn số gại cho rồi cho xong rồi. Trời ơi, thật sao như vậy là khác đường bạn bè của vợ mình rồi. Không, bây giờ nè, em có mong muốn, em mong muốn chồng em thay đổi những cái điều gì? Thứ nhất là phải tin tưởng vợ, thứ hai là phải quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của mình, thứ ba là bớt tính gia trưởng đi, bớt ấp đặt vợ. Quan tâm đến sức khỏe của mình là sao? Tức là chồng em nhậu nhẹt rồi? Dạ không, là cứ nghĩ là đau chân á mình phải đi khám, rồi chồng em suy nghĩ sao mà thay vì đi khám bệnh thì lại đi mua bảo hiểm nhân thọ. Này nếu mà chồng có gì thì sau này vợ với con có để phòng ngừa. Đó là chồng em nghĩ xa. Không, bạn tính lo xa với chồng. Thể hiện mọi lúc mọi nơi luôn. Nhưng mà cái đó là cái xa vời, còn cái trước mắt là mình phải đi khám cái chân. Không, cái câu nữa nó kéo nặng hơn. Đó là những điều em mong muốn chồng em thay đổi dạ. Đúng không? Dạ. Hỏi con em, Châu Thanh, dạ. Hân có điểm xấu gì? Em hay là bây giờ mới phát hiện ra là nghiện game với nghiện Facebook. Thì hai cái đó là em ghét chúa, em nói thiệt. Em cũng muốn là vợ em là bớt cho Facebook lại, bớt game lại. Anh lên Facebook có nhiều cái tốt dạ. Không bạn này? Em ngồi trên này 4 người, hết 3 mạng là dính Facebook. Facebook có nhiều cái chia sẻ tốt. Hay mà. Cách dạ. Mà Thanh là muốn vợ thay đổi cái gì? Em muốn vợ thay đổi là phụ em làm việc nhà, bớt ngủ nướng, bớt cầu nhau em. Làm ít nhưng mà cầu nhau em nhiều. Trời ơi, muốn nhiều quá đi. Chị thấy bên này nè, bây giờ hai bạn này là có một cái bạn vợ nói về Thanh á là khá đúng. Tức là em thể hiện cái gia trưởng á trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Giờ chị nói em nè, bây giờ em cứ hình dung ha, không cho liên hệ lại với bạn bè ha, cả nam cả nữ là đã bị một lần bó buộc rồi. Bây giờ em lại mong muốn là không Facebook, không game, thế thì vợ em sẽ giải trí bằng cái gì?
Có nghĩa là em hình dung một con chim mà bị nhốt ở trong lồng á, thì sớm muộn gì á, cái tư tưởng của nó chỉ muốn bay ra thôi. Em cứ để ý chim còn nó còn vậy mà, nó chỉ muốn thoát ra thôi. Cho nên mình phải làm sao á để là thấy là biết là nhốt trong chuồng nó, cái hay của em nếu em làm được là nhốt trong chuồng nó nhưng mà không bao giờ con chim nó cảm thấy rằng nó đang bị ở trong chuồng. Đó đó là cái hay của em mà chị nghĩ em làm được. Đó còn ngược lại á thì có những cái mà lo xa của Thanh á rất là tốt, nhưng mà em phải nghe lời vợ em là em phải nghĩ tới cái gần nữa. Ví dụ là cái chuyện đi khám cái chân là phải đi. Mua bảo hiểm cứ mua nhưng mà phải khám cái chân, đúng không? Và sở dĩ tại sao mà Thanh bị cái tật mà lo xa về vấn đề tình cảm, bản thân lúc mà lấy được em á là Thanh đã bị vật lộn áp lực quá nhiều đối với bạn trai cũ của em, cho nên thành ra cái mối tình của tụi em á để đến được với nhau nó quá là khó khăn và nó quá nhiều những cái chi phối ở bên ngoài tác động tới tạo cho cái sự mệt mỏi áp lực. Nên khi mà lấy được rồi, cầm trong tay được rồi, rất sợ bị mất. Nhưng mà em yên tâm đi, chị nghĩ rằng á vợ em á không phải là cái gọi là cái dạng người mà dễ bị mất đâu, em đừng có lo. Cho nên nó theo chị là em làm sao mà trong chuồng nhưng mà không bao giờ có cảm giác đó, như vậy thì em mới giữ lâu được ha. Chúc hai em hạnh phúc, lúc nào cũng tươi cười như thế này hoài. Nhưng mà về nhà phải nhớ nha, đừng có kiểm soát điện thoại cổ nữa, cho mở rộng đi, mở rộng ra, đừng có gọi số nữa nha. Rồi chào hai. Con ngồi sát vô. À đó, dạ. Anh chồng thì nhìn giống như là người Hàn hay là người đó, nhìn như Nhật hay gì đó. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu cho mình. Là em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Con em. Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt, cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 rồi. Rồi bây giờ kể cho chương trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới, và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể á, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Lúc ấy có hơi sợ một xíu bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng, và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ hay không là... Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nhưng mà cái... như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình, là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, của chứ mẹ. Không có liên quan gì tới chồng. Đúng không rồi là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về, chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn, mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm nay chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế.
Không, chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin đó. Thế còn Minh đó, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy thì tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là... Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Gớm lâu thế. Gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều. Nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ.
Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi, nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng thấy ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà... còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Rồi đưa lần được lần đầu, có đưa về lần hai không? Dạ có chưa ạ. Lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Là những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà, chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con, để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam mình... ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao không nói là bố biết rồi là bố. Bố gọi điện ạ. Lúc ấy là chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Lúc là tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây được 1 tháng. Nhưng mà cũng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Và là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc khi có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Vâng. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đang là nhân viên, bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của con, của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc
chắn là sẽ có, bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực công việc, lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? À, mẹ em sinh năm 66. À, thế em là khỏe lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ em trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ bính ngọ. Không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Rồi có chia tay hay không? Dạ, hay không có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? À, dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi. Chứ không, chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc buổi chiều lắm ạ. Chắc chắn là rất là chiều chuộng. Vâng. À. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình đó. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á. Rồi mình có thích nghi. Có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền. Và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ. Mình phải chăm em, rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì ở đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ, em Ôi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra thì mình thực đó. Ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ
kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ có mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ suốt, nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây, cái tức này là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội ạ. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để đấy, chăm lo tất không, cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đi này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà. Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là chứ. Cho nên em là khen về những người phụ nữ tuổi đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Vâng. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm. Vâng. Điều đó em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái đúng rồi hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đến dở, kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, về chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, nó gọi là đa quá. Giống như đa con ấy, con làm gì cũng thấy thương á, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đạo đó. Mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa chứ mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười lâu đại không? Gái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè, không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. Anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chịu vậy thôi. Ôi gì cũng đấy, có luôn. Nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có ạ, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... Em mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó... Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ.
và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình, nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi. Tại thực ra cho tới thời điểm này các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đấy. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Đưa tật xấu của vợ em à? Đó, ôi. Này, khó chia sẻ quá. Trong cái chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn. Nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này. Nói hoài, nói thế. Nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức mà mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười. Đương nhiên cái đấy cái càm ràm. Đúng không? Em hiểu. Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết. Thực ra em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính rồi, là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chỉ là điền, em bỏ ra chỗ khác hoặc em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói đã là. Thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nói nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình cũng đã nghe như thế rồi. Tại vì đằng nào mình cũng đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói đập bồ. Coi như mình không nghe thấy gì. Ừ. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì... Sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ, phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà ghen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì... Mì cây nó có 7 cấp độ, thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì... Nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu, có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Không, ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Thật ra đây là một cái vấn đề rất là cái ngang dài. Cái này nó tỷ lệ nghịch không lắm nói luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Không. Nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói nhưng chồng em làm đi ạ. Nhắn tin. Khó. Không phải đâu. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha. Cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Vâng. Đừng ai nói gì hết, tại vì bạn ấy đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi,
vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thật sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỏi mà chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó nha. Nó khoe mà đó là thật sự, nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Vâng. thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Ừ. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Dạ. Tại sao mình, tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ, thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là à, ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm thương, à, thương mẹ đấy. Lắm. Ừ. Đúng rồi. Ừ, yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến rồi. Mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chơi phi đó. Ừ. Y như thế. Ừ. À, xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ.